Nghi không có cá cả nhà. Này thấy hiu đặt bạc cá thấy hiu. Này chủ yếu là dính ếch. Con ôm miếng cơm là chốt đi. Đây ở đây nè. Sâu sâu của mình đặt cái lọc cái này đi nha. Cái nước nó chảy nhé. Cá nó bắt nó bán cho đi theo. Nó xuống.
cua kìa. Thì bây giờ mình đặt xong 4 cái rồi. Chỗ này thì đặt bắt nước mát cá nó đi á. Tối là mưa cái nữa thì cá nó chết nhiều. Rồi, thì bữa nay là Thanh đi đặt 4 cái lò xo. Thì cũng đặt xong rồi, dậm ở đây không bắt cua hay gì. Rồi hẹn cô chú anh chị các bạn giờ sáng ngày mai Thanh sẽ đi Thanh đi nha, cả nhà mình sẽ kết quả nha. Cảm ơn cả nhà. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay là giấc sáng rồi, hai ông cháu mình bắt đầu đi thăm lập lò xo. Thì chiều hôm qua hai ông cháu mình đặt á, không biết có sao đây có dính cá không nữa, mà cô chú anh chị các bạn cùng đi thăm lập với hai ông cháu Thanh nha. Nước bữa nay nó cạn hôm qua nè. Có dính không? Có nè. Cá gô chết nhóc chân luôn. Cá gô với cua với sặc ốc nó chết hết mớ rồi. Qua nó cạn hơn hôm qua mình đặt nước nó nhiều, đây nó cạn nha, cá chết chưa, còn vài con sống. Bắt cá xin chào. Quỳnh lấy cái bọc được nè, bọc mà nhét ở trên cây dừa. Cái đầu tiên cũng được bộn cái nhà ơi. Đây, cái gô cành cành thôi. Để đây đi, mình lại. Con gì mà nó gai ghê à. Trời, thiếu đi ngang luôn. Bắt nước mát cái trên nó ụt ra luôn. Cá. Cá chết kìa. Chưa thấy cá chết rồi cả nhà ơi. Trời ơi, nè, chết nhóc kia luôn. Có cá phi nữa nè. Cái gô rồi nó bị ngọt nó chết trơn cả nhà ơi. Ý là nước ít thế mà nó còn chết nữa. Cá gô này giờ mình kho may nha. Rồi bây giờ
thằng kia, đánh thằng kia. Được một mớ cá rồi nè. Được nhiều cái nhà, hai cái được nhiều rồi đó. Vài cá chết mình. Được mớ cá rô với cá sặc cả nhà ơi. Qua đánh đi chém luôn rồi. Dữ gì sao? Thôi cái cuối cùng cũng được mớ. Bên đây cá còn sống, bên kia cá chết. Ê, ra hết trơn. Dịnh vô chứ em, dịnh vô, bự vô. Nhanh, chụp chứ. Đây cả nhà ơi, thành quả 4 cái lợp lò xo của mình nè, cũng được bao nhiêu này cá nè. Mấy con cua nhỏ nhỏ này thả lại. Bốn con.
Một cái gô nè, cái gô này cũng có con ốm thì nhà mình lựa ra. Còn cá chết này chắc mình đem về mình kho me cả nhà ơi. Đây cá chết bự bự không nè, còn nhiều lắm dưới đây nữa nè. Để đem cá chết này về mình kho me, còn cá sống kho chung luôn, về hái mới ra muống về chấm ăn. Và bây giờ mình đi về, nhiều này đủ ăn. Video của Hạnh đến đây Hạnh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của Hạnh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Hạnh. Và bây giờ tối mai nha. Bye bye cả nhà. Bye bye, bye.